Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life. Và Thu Loan xin trân trọng được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, táo bón là một vấn đề thường gặp ở trẻ nhỏ và có 3 giai đoạn trẻ thường dễ bị mắc táo bón nhất. Thứ nhất đó là giai đoạn trẻ tập ăn dặm, thứ hai là trẻ tập ngồi bô và thứ ba là trẻ chuẩn bị đến trường. Trong chương trình Sống khỏe cùng IDC Life ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay một chuyên gia vô cùng đặc biệt, đó là thạc sĩ dinh dưỡng Nguyễn Phương My, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng tại Trung tâm Dinh dưỡng Việt Đức, sẽ giúp các bố mẹ giải quyết tận gốc rễ vấn đề này, một vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng vô cùng phức tạp. Xin chào chuyên gia. Xin chào MC Thu Loan. Xin chào quý khán giả của chương trình Sống khỏe của IDC Life. Thưa chuyên gia, tuần vừa rồi chương trình có nhận được email của mẹ Nguyễn Thị Thanh ở Hải Phòng. Nội dung email như sau: hiện nay con em bé trai được 2 tuổi đang làm quen với việc ngồi bô và mỗi lần đi tiêu thì cháu ngồi rất là lâu và gặp rất nhiều khó khăn. Cháu hay nín nhịn đi tiêu và tình trạng này kéo dài 3 tuần nay và em không biết làm thế nào để giúp con chấm dứt tình trạng này và em rất mong là bác sĩ tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn. Và chuyên gia có thể gì về tình huống này? Thường thông thường đối với những trẻ tầm 2 tuổi bắt đầu tập ngồi bô, đó là bé thường có vấn đề liên quan đến táo bón tâm lý. Bởi vì sao? Bởi vì đối với những bé thường cho đấy là đeo bỉm và bé thường đi vệ sinh luôn trong bỉm mà mình sẽ rửa và mẹ không biết là trong đứa con có bị táo bón hay không. Bởi vì sao? Khi mà táo bón đầu phân ấy, nó chỉ cứng một chút phần đầu thôi, sau đó nó mềm bình thường, thậm chí phần sau sẽ hơi lỏng một chút, thì khi đấy đi trong bỉm rồi mẹ không thể nào biết được cả. Thì có thể rằng là do bắt đầu lần đầu tiên ngồi bô bạn đã bị đi cứng, bạn rất là sợ, vì nó đau, nó cứng cái phần đầu phân rất là đau và nó mù của con. Thế nên con rất là sợ dẫn đến là lần sau con không muốn ngồi bô nữa mà muốn tự đi trong bỉm. Thì đi trong bỉm con cảm thấy rất là dễ dàng, con thích đi lúc nào con đi, đúng không? Không cần phải một cái khuôn giờ nhất định. Còn khi mà tập ngồi bô là phải tập xem là giờ nào con đi đấy và đi ngồi như thế nào, lúc đấy con rất là khó chịu. Thì thành ra là bé đang gần như mắc cả hai tình trạng, vừa là táo bón bệnh lý, vừa là táo bón tâm lý. Thưa chuyên gia, nếu tình trạng táo bón mà kéo dài lâu ngày mà không được điều trị một cách chấm dứt thì sẽ để lại hậu quả như thế nào? Hậu quả của táo bón thì có rất là nhiều, từ hậu quả nhẹ cho đến hậu quả rất là nặng. Hậu quả nhìn thấy rõ nhất đó là cái việc bé không thể tự đi vệ sinh được. Có những trường hợp là tầm được 5 đến 7 ngày bé đi được một lần và phân rất là cứng, rất là đi rất là đau, giác, thậm chí có những bạn nặng hơn có thể dẫn đến chảy máu. Còn trường hợp nặng hơn một chút nữa đó là việc mà bé đi khuân phân chuyển thành khuân phân to. Khuân phân to thì dần dần nó sẽ dẫn đến là giãn đại trực tràng, nó chuyển thành về cái bệnh lý về sau. Có những người rất bị trĩ rất là sớm. Chỉ sớm là một phần nguyên nhân, đó là do bị táo bón từ bé mà không khắc phục được tình hình, cứ nghĩ đấy là bình thường. Rồi có những trường hợp thì là do những trường hợp mà bé bị bệnh lý, như có mình đã từng nói với liên quan đến cái vấn đề là dài đại tràng mà mẹ không biết đấy. Để thấy bé mấy ngày mới đi một lần thì là cứ bình thường không chịu tự đi mà phải thuộc mới đi được, mặc dù phân không cứng lắm, phân bình thường. Đấy là dài bệnh lý, mà bệnh lý này thì không khắc phục cho con thì dần dần dẫn đến các loại bệnh lý về sau là liên quan đến ung thư rồi viêm đại trực tràng rất nhiều, tại vì nó tích tụ phân lại. Vậy là tưởng rằng cái gì mình đã đào thải ra ngoài mà mình không được, nó đào thải ngoài thường xuyên, nó tích tụ lại trong cơ thể mình thì nó gây tổng ngược lại với cơ thể. Thưa chuyên gia, trong trường hợp này thì đâu là giải pháp hay lộ trình hiệu quả nhất dành cho con trong trường hợp này ạ? Thứ nhất, đối với trường hợp này tâm lý là mình phải nói chuyện với con, để con làm quen. Có những câu chuyện, có những cái sách nó liên quan đến dạy cách trẻ, cách đi bộ, thì khi đấy mình
trò chuyện với con, tâm sự với con để con hiểu rằng đấy là một chuyện rất là bình thường. Đấy, việc ngồi vô có thậm chí có những câu chuyện dẫn đến là việc ngồi vô rất là thú vị. Đấy nhá, có. Từ trước mình cũng dạy con nhà mình như thế. Mình biến thành cái bài học rất là thú vị đúng không ạ? Để cho bạn ấy rất là thích và bạn cảm thấy rất là thoải mái với việc là ngồi vô. Chính xác như vậy. Và có thể là nói thêm một chút nữa là liên quan đến việc bạn ấy đi vệ sinh ra bỉm. Thì có thể là lần này bảo lần này sao lớn thế này rồi này, mà đi vệ sinh này có thấy mùi nó bẩn không này, nó có bẩn ra người con không hay này. Rồi là có thể là bảo bạn ấy rằng ngồi như thế này thì sẽ thành cái người lớn các bạn rất thích làm người lớn. Bắt tầm 2 tuổi rất thích học người lớn. Hoặc là trường hợp nào mà bé sợ quá thì trường hợp cuối cùng ấy, sợ quá về cái tình trạng mình có thể để bé nhìn bố mẹ đi ngồi 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 cầu như thế này. Đấy, bạn làm mẫu, bạn làm mẫu và mỗi bạn nhìn và thấy nó rất là bình thường. Đấy thì là cái bố bạn cũng giống cái bồn cầu người lớn, hoặc là có những cái bồn cầu của trẻ em ấy cũng có, mình có thể sử dụng là những cái cách để điều chỉnh lại tâm lý cho bạn, bạn rất sợ. Ngoài cách đó ra thì đúng như là liên quan bệnh lý thì phải xem là con đang táo bón ở hai giai đoạn nào. Đấy. Quay lại phần nguyên nhân táo bón thì mình nói qua một chút. Thứ nhất là đối với những cứng đầu phân, tầm tuổi này các bạn ấy đa phần là cứng đầu phân. Đấy thì mình thấy do bạn ấy thiếu nước mà mình không biết. Thì mình bình thường đi ra bỉm mình không biết đâu. Đấy là bổ sung thêm nước cho con để làm sao con tránh thì là con bị táo. Thứ hai là điều chỉnh chế độ ăn cho con làm sao nó tăng cường dầu chất xơ lên, cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan, để làm sao cái khuân phân nó tạo nó tốt nhất. Thứ ba nữa là xem là cái khuân phân đấy nó có lỏng nhỏ phân dê không. Đấy, thì là do chất xơ rồi mình điều chỉnh cho con là ổn. Hoặc là có thể xem là cả khuân phân nó có cứng không. Nhưng mà cứng từ cái đầu phân đến cuối phân nó đều là cứng, rất là khó đi. Thì khi đấy mình phải rất cân nhắc liên quan đến con đi điều trị. Tại khi cứng như thế này nó là bệnh cứng rất là nặng rồi. Kết hợp cả hai cái đó lại, việc luyện đi bộ vẫn phải luyện, chứ không thấy con không đi là không luyện nữa thì dần dần con rất là khó. Cảm ơn chuyên gia đã chia sẻ những cái mẹo rất là dễ dàng và thiết thực đúng không, và thực tế hàng ngày và bố mẹ có thể áp dụng tại nhà cho con để giúp cho bạn. Thứ nhất là những nguyên nhân táo bón là tâm lý đúng không ạ, cả bệnh lý nữa. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn quý vị và các bạn đã có những hiểu biết vô cùng sâu sắc và rõ ràng về tình trạng táo bón của trẻ, và đặc biệt là những hệ quả kéo dài khi mà cái tình trạng táo bón kéo dài của trẻ. Và trong trường hợp này thì quý vị còn biết được một cái lộ trình vô cùng hiệu quả dành cho các bạn nhỏ đang chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tập ngồi bô. Và để được tư vấn kỹ hơn thì quý vị vui lòng xin liên hệ số hotline 0826212102 hoặc gửi email trực tiếp về chương trình tư vấn bác sĩ 115a@gmail.com. Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn chuyên gia đã đến tham dự tọa đàm của chương trình ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn MC. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau. Và quý vị nhớ đăng ký kênh IBC Life và nhấn chuông nhận thông báo để không bỏ lỡ những thông tin vô cùng hữu ích về sức khỏe của chương trình. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.